Không biết bực tức chuyện gì, người đàn ông này xông vào một ngôi chùa và liên tục chỉ tay, chửi bới. Không chỉ vậy, người này còn ngang nhiên trèo lên chính điện, đập phá, ném tất cả các đồ thờ như bát hương, tượng Phật, ấm chén, trống xuống nền. Chưa hết, sau khi ném tất cả đồ đạc đổ vỡ dưới nền, người đàn ông này liền châm lửa gây hỏa hoạn ngay chính điện ngôi chùa, rồi bỏ đi. Đoạn clip 12 phút ghi lại cảnh người đàn ông đập phá ngôi chùa Long Nguyên tại xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến dư luận phẫn nộ và nhiều Phật tử không khỏi xót xa. Ngày 20 tháng 4 năm 2023, trao đổi với phóng viên Báo Thanh Niên, Đại Đức Thích Lệ Ân, trụ trì chùa Long Nguyên cho biết, người vào chùa đập tượng Phật, đốt, chính điện là một người đàn ông nghi bị ngáo đá và hiện bị cơ quan chức năng xử lý. Theo Đại Đức Thích Lệ Ân, khoảng 11 giờ 40 phút ngày 14 tháng 4, người này chạy vào chùa la hét đập phá. Thấy người này hung hãn, trụ trì chùa đã chuyển các chú tiểu sang nhà Phật tử kế bên, đồng thời báo chính quyền. Khi chính quyền đến, người này đã đập đến hậu tổ. Khi đó, toàn bộ chánh điện, nhà thờ tổ có diện tích 174m2 đã bị người này đập phá. Các tôn tượng Phật lớn nhỏ đều bị đập, trống bị đốt. Trong chùa chỉ có khu vực thờ cốt và di ảnh Phật tử chưa bị ảnh hưởng. Sau khi thông tin chùa bị đập phá lan truyền trên mạng xã hội, nhiều tài khoản cá nhân đăng bài kêu gọi đóng góp tu sửa chùa. Đại Đức Thích Lệ Ân cho biết nhà chùa rất cảm ơn tấm lòng của mọi người, nhưng chùa không có chủ trương quyên góp. Trụ trì chùa Long Nguyên cho biết chùa xin khẳng định là chùa không kêu gọi quyên góp. Hiện chùa đã nhận được tượng Phật, trang hoàng lại nhờ đông đảo Phật tử. Giờ đây còn nhiều nơi khó khăn hơn, mong mọi người hãy chia sẻ đến các hoàn cảnh đó.